Di đây xin chào tất cả khách hàng thân yêu. Ngày hôm nay Di đây muốn giới thiệu đến cho các chị gái yêu là một mẫu đầm vô cùng là trẻ trung và vô cùng là nữ tính cho các chị nhá. Cả nhà mình có thể để ý cho em một mút thiết kế ở đây, đó là thiết kế tay bồng này. Các chị để ý cho em này, phần tay là Di đây thiết kế bằng tay chun các chị yêu nhá. Bởi vậy những chị gái nào mà chúng ta mắc tay to thì vẫn hoàn toàn yên tâm có thể sờ cái này cho em. Chính vì nhờ thiết kế tay chun như thế này thì các chị gái thấy phần tay thế nào ạ? Trẻ trung hơn đúng không ạ? Rất là trẻ trung luôn. Và cùng với đó là việc sử dụng những dòng chất liệu lụa cao cấp sẽ giúp cho chiếc đầm các chị gái thấy thế nào? Mềm hơn này, mát và cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Nếu các chị yêu của em, chị nào mà lăn tăn ạ thì hãy thử đặt hàng ở dưới đây để chúng ta được một lần được chạm tay vào chất liệu lụa ở dưới đây, xem các chị ấy sẽ cảm nhận như thế nào nhá. Rằng em nghĩ rằng là một chất liệu lụa thì luôn là những chất liệu ưu tiên hàng đầu về cái sự mát mẻ đúng không ạ? Các chị ấy khi mà chỉ cần sờ vào chất thôi cũng đã cảm nhận về cái độ mát, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt từ chất liệu lụa rồi các chị yêu ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được đứng gần hơn để cho các chị gái có thể nhìn rõ này. Một mẫu đầm thiết kế phần trên bằng lưới màu kem sữa nha các chị gái nhá. Và đến những bông hoa rất là xinh xắn và nhẹ nhàng như thế này thì chắc chắn là sẽ làm hài lòng những chị nào mà chúng ta muốn một cái mẫu đầm nữ tính dịu dàng nữa ạ. Các chị gái ơi, mình mặc mẫu này và mình đi tiệc cưới đúng không ạ? Các chị gái đi du lịch đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, rất là mềm mại, rất là nữ tính đúng không ạ? Các chị gái hãy tham khảo cho em này, một thiết kế cực kỳ là em nghĩ rằng là rất là dễ mặc luôn cho các chị luôn đấy ạ. Mẫu đầm với thiết kế có size S, M, L. Tình yêu nào yêu thích mẫu đầm này của Di đây thì hãy inbox lại ngay các chị yêu nhá. Đúng không ạ? Rồi em xin cảm ơn ạ.